Luca, ăn nữa. Nhiều quá, còn sung lon á. Thế à? Ngon nhỉ? Vâng. Sùng lép ngon, ngon quả nữa nhá. Nó không chát lắm đâu. Đấy là em muối hái. Sùng ngon lắm em ơi. Muối ăn không chát thế nào có. Thế thì muối ăn chấm thì ngon đấy. Muối là ăn chấm bếp hả? Sùng ngon lắm này. Ở đây mua chị ơi. Sùng ngon này. Sùng lép mà. Sùng lép mà này hái non ngon nhỉ? Không chát tí nào nhỉ? Ngon à? Non mà non. Ăn được. Ngon nhỉ? Bật chưa?
thật sung nếp ngon thế. Ở đây ngon lắm, ngon lắm cô ơi. Tại ông cực luôn này. Sung nếp. Đây là dùng này nó mới sướng này. Bật bớt đi. Đi về bán hàng đây đã. Đi về bán hàng. À không không. Đi với chú Lo. Đi cho cái này đi đấy đây. Đi rồi. Ăn phải nói ra tuyệt vời đấy. Ngon thế. Này có khế không nhỉ? Ăn bổ dưỡng này. À đâu để chú bảo Hương ơi. Ôi cái tình ăn bao nhiêu này. Hương ơi xuống bổ dưỡng này. Làm quả nữa này. Tính ra một ngày này là mấy nghìn à ngoan? Ghé chợ lại còn chỗ ngồi. Đổ được từ bắm. Tí nữa nó ướt cái này. Rửa đi. Đại bà. Hương ơi! Đâu rồi? Bảo nó thái để làm rừng không? Được cân thôi.